Heyo, what's up, chào mừng 500 anh em đã quay trở lại cùng với VNC Musi trên kênh DM YouTube này. Vậy là ngày hôm nay đã là ngày cuối cùng mà chúng ta sẽ đạt được mục đích rồi. Theo mình nghĩ là như vậy, đúng không? Ngày cuối cùng đạt được mục đích ở trong clip này, đó là chúng ta sẽ nâng được tiềm năng bậc 6 của Kionet hay là Lục Môn hay là Smug đấy, tùy cái gọi của mọi người, đúng không? Chắc là cũng không còn quá nhiều những cái cơ hội để chúng ta gì nhở? Không còn quá nhiều những cái cơ hội để chúng ta gặp lại nhau ở trong tựa game quyền hướng chiến này nữa rồi. Như mình đã chia sẻ với các bạn, đúng không? Phải rất lâu nữa thì chúng ta mới có cơ hội gặp lại nhau. Nào, không phải để anh em chờ lâu hơn nữa. 1356, thiếu đâu đó tầm khoảng 500, đúng không? Thiếu đâu đó tầm khoảng 500 này để mình căn này. Tiết kiệm một tí nha anh em nhé. Lâu anh em cho tôi tiết kiệm một tí đây. Lâu anh em cho tôi tiết kiệm một tí anh em nhá. Lâu anh em cho tôi tiết kiệm một tí để tôi xem là càn quét có thêm được 1-2 sao nào hay không. Đúng không? Anh em cho tôi càn quét thêm một tí, đâu rồi liếm láp thêm được 1-2 sao gì đấy, đúng không? Rồi đây mà, nhầm cái này cơ mà. Càn quét thêm được thêm 1-2 cái gì nhỏ hoa mừng lễ. Quét thêm được 1-2 cái hoa mừng lễ để cho anh em có động lực, đúng không? Hết thể lực rồi à? Còn tưởng còn bình nhỏ nữa nhờ? Hết rồi à? Hết rồi, thôi nhá. Nào để mình ước lượng xem nào. Bây giờ đang có 1380, có nghĩa là chúng ta thiếu đâu đó tầm khoảng 420 nữa. Đâu đó tầm khoảng 420 nữa. 420 thì nó để mình ước lượng một tí nha anh em nhá. 420 thì nó sẽ rơi vào tầm khoảng 800 hộp là hơi nhiều, đúng không? 800 hộp thì nhẹ nhất nó là 20. Nó rơi tầm khoảng 800 hộp thì 800 mà chia cho 3. Khó chia nhỉ? Phải 801 hộp thì mới chia cho 3 được, đúng không anh em? 800 hộp là bao nhiêu nhỉ? 3 x 300 là 9. 300 hộp à? Không thể mua 300 hộp được, đúng không? Chúng ta chỉ cần 250 thôi. 200 thôi, 200 x 3 là 600 hộp lẻ rồi. 600 hộp thì cũng không đủ. 600 hộp, 700 hộp. Nó tầm khoảng 250 hộp à? 250 đúng không? 250 x 3 là 750. 750 vẫn chưa đủ rồi nha. Tầm này 750 chưa đủ đâu. Nó phải tầm khoảng 800 rồi. Nó phải tầm khoảng 270 hộp. Đây, nó phải tầm này các bạn. Đấy, nó phải tầm khoảng 810 hộp. Mừng lễ như thế này thì may ra mở mới ra được. Nào, 810 hộp. Để xem tính toán của mình có đủ không nha anh em nhá. Để xem tính toán của mình có đủ không nhá. 810 hộp. Khai xuân phát. Khai xuân phát nghe chứ. Không ổn rồi. 810 hộp này biết là đúng là tính toán của mình là đủ hay chưa nên này. 810 hộp. 810 hộp. Hy vọng là đủ anh em ạ, đỡ phải mua thêm. Mua thêm mệt lắm đúng không? Hoa đây, hoa mừng lễ ơi, cho em đủ đi, cho em đủ cái hoa mừng lễ đây anh ơi. Ôi ôi, 20 mà được có 9 thì có mà lỗ chỏng vó ra. Hay à, nghe chừng là không đủ rồi, đến ngày cuối nó lại fix tỷ lệ này thì hỏng rồi anh em ạ. Ngày cuối nó lại fix cái tỷ lệ này là không hỏng rồi, hỏng rồi. Học rồi. Ôi ôi, hỏng rồi. Hỏng kèo rồi. Ôi ôi, 25 rồi, tuần 12, 11 đây thì hỏng kèo quá. Ngày trường hôm nay không phải là con số 25 là con số đẹp đâu. Ngày trường hôm nay con số 19 có lẽ là con số đẹp hơn anh em ạ. Ngày trường hôm nay con số 19 là một con số đẹp hơn.
Đúng rồi, anh em từ nãy giờ anh em thấy 19 như con số đẹp đấy nhờ, nên nghe chừng 19 là con số đẹp đấy, hết đẹp rồi sao ấy nhỉ? Đấy mẹ, anh em thấy con số 19 đẹp không? Đấy mẹ, 19 mà cứ trên 10 là ok rồi. Ôi ôi mẹ, vừa khen xong câu mẹ 8 luôn số mẹ. Ý, ôi mẹ 17. Kinh vãi. Ờ mẹ, xong rồi ăn phát 8, mẹ ăn 2 phát 8 à. 18 được 11. 16 được 10. Nhà nào, chắc là vẫn là con số 19 đẹp nhất. Đúng rồi nha, loanh quanh lượt quật lại thì thấy con số 19 là đẹp nhất. 18, 19 là đẹp nhất. Khả năng cao là đủ đấy nha. Biết đủ hay không nhỉ? Đủ không nhỉ? 20 đúng tròn như vậy. 19 là chốt rồi nhỉ? Tôi lại ở 19 nữa đúng không? Tôi ở Phú Thọ cũng điển 19 luôn. Đủ không nhỉ? Khả năng cao thiếu rồi nhỉ? Ôi ôi, đủ không anh ơi? Đủ không? Ui, thừa luôn anh em thấy không? Anh em thấy tôi mẹ kinh không? Mẹ thừa 70 sao liền. Thừa 70 sao liền. Nào, thôi chốt sổ nha anh em nhá. Rồi. Hồn thức tỉnh của Si nhờ, hồn thức tỉnh của Kionet. Ok chưa? Đây là hồn thức tỉnh của Kionet nhá. Đây còn 70 sao rồi, nốt bây giờ. Khí quá nhỉ. 80 sao được cái huy hiệu bảo vệ này, huy hiệu nhiều quá rồi, nên chọn nhiên thạch. Chẳng có cái gì ở đây, 70 sao đổi mẹ lấy vàng thì nhỉ. Cái này trong này có mỗi vàng đáng giá, đây có cái gì đáng giá nữa đâu. Nhờ. Ngày nay ngày cuối à, vẫn chưa, chưa phải ngày cuối nhưng anh em nhá. Rồi. Đâu nhỉ? Tiêu kim cương. Đây, tiêu phí được quà đây. Chả nhẽ lại không tiêu 15.000 kim cương thì nó phí nhờ anh em nhỉ? Tiêu cái mốc này rồi mà lại không tiêu 15.000 kim cương thì nó phí quá nhờ. Bao nhiêu nhờ? Tiêu bao nhiêu rồi nhờ? Tiêu 13.550 à? Vậy chúng ta còn đâu đó tầm khoảng 1.500 nữa à? 1.500 ra quay với con bot để biết đâu trúng số nhờ. Ấy à, thôi rút 10 lần này nha anh em nhá. Đây, rút 10 lần này nhá. Cái đầu trúng số. Rồi, ngay ly sang phây. Ui ôi, trúng thêm cả Andy nữa, nó không trúng con Saiki nhỉ. Ui ôi, trúng thêm cả Vanet. À kinh đấy anh em ạ. Mẹ trúng nhiều thế. Trúng lúc 3 em mà thế nào lại không trúng cái em quan trọng nhất anh em ạ. Đúng không, mẹ phải trúng con Saiki chứ đúng không, là hợp lý. Thế mà nó lại không trúng như vậy. À, nó bó nút thêm cả chiêu kim cương nữa nhỉ. Thôi được. Rồi, hết nhá, mục tiêu hoàn thành nha anh em nhá. Nào, mục tiêu hoàn thành thì bây giờ thì chúng ta sẽ đặt chiến linh lên thuê, báo danh cái đã anh em, buổi trước không đánh rồi. Báo danh nhá. Và nét 3 sao, báo danh đã có mây lì có ly nét 5 sao. Hay đấy nhờ. Mày trận nào, rồi, có 1 zero thì phải lấy rồi. Sao bên này để bút cho tem hộ là nhìn bảy là ngon đấy nhỉ. Sao về đúng cho tem thủ đi. Sao cho thằng này vào nó yếu hơn nhỉ? À, chúng ta cổ là cái chất cao hơn. Ok. Nào, up sub bắp nha các bạn nha. Đây rồi, đâu nhờ, tiềm năng đâu nhờ. Đột phá, vâng ạ, đột phá tiềm năng bậc 6. Phát cuối cùng rồi anh em ơi.
Phát cuối cùng rồi. Rồi, không phải suy nghĩ nha anh em nhá. Đột phá thành công, tiềm năng bậc 6. Mở kỹ năng này tên là Kusanagi. Nekio triệu hồi một làn lửa thiêu đốt hủy mọi sinh linh, tấn công toàn bộ kẻ địch, tạo cho đấu sĩ ngẫu nhiên phe địch một tầng thiêu đốt, đồng thời kèm theo lửa thần và phong ấn. Phe địch cứ mỗi tầng thiêu đốt thì sẽ tăng 20% sát thương của kỹ năng này, tối đa không quá 150%. Toàn phe ta tăng sát thương siêu tuyệt kỹ 30% duy trì đến khi kết thúc liên kích của phe ta. Ok, và đó chính là Kusanagi nha các bạn nha. Đây, chiến đấu nào. Chiến đấu nào anh em ơi. Đây, đây là smart lục môn của Kionet mà anh em mong chờ được rất lâu rồi. Bây giờ mới có cơ hội để dùng đây anh em. Phèo, không biết có hiệu ứng hình ảnh không nhở? Không anh em nhá. Ui, 93 triệu. Ui, nhìn nó phê ạ. Ui, nó tuyệt kỹ vậy nhiều thế. Sao tuyệt kỹ tận 3 phát liền nhở? À, cái phát kia nó giết người ghê quá, nó hồi lại anh em. Thiêu đốt phong ấn ảo không kìa. Anh em nhìn phong ấn ảo không kìa. Anh em nhìn phong ấn ảo không kìa. Sợ. Ôi, phả còn lửa là có 51 ca máu thế. Vừa nãy phả ghê lắm cơ mà. 90 à, nó đang có vô địch anh em ạ. Thảo sao đang có vô địch đến từ vị trí của Ochimut. Nên là các bạn cảm nhìn thì nó là như vậy. Nhờ đó là lục môn của Kionet nha anh em nha. Làm phèo phát thì cũng kinh đấy nhờ. Rồi, tiếp tỉ thí với ai nhờ. Mình chả nhớ tên bạn đến nữa rồi. Quên không kịp nhìn tên rồi. Đó là Bright CQT nên anh em nhé, không biết lên nộ nổi không. Có cười Rip kia thì khả năng cao không lên được nộ rồi. Mẹ, không lên được nộ thật. Má, có cười Rip, nhớ lên được nổi nộ anh em ạ, khó chịu thật. Ơ sao khi bị câm lặng nhỉ? O chi viện trợ nên bị câm lặng. Thôi cũng được. Phèo lại cho nó hai phát nào, để xem nào. Có hồi máu đến từ cái gì kia? À, đến từ bảo thạch à. Phèo phát 69 triệu. Phèo cho phát nữa 14 triệu. Đấy, các bạn có thể nhìn thấy. Đó là lục môn của Kionet nha anh em nhá. Hay ho phết đấy nhở. Nhưng mà phèo mấy ông này phát bay mẹ màu rồi. Ây à, xuyên luôn à. Mata mata. Ờ, mẹ dính cây Yerit nên là khóc thét anh em ạ. Đéo lên được nổi nộ lúc đầu. Nếu là nó có không có cây Yerit đấy các bạn. Đây, có cả Saiki cơ à. Anh nhân gì đây mà có cả Saiki rồi cơ à. Hằng đấy nhờ, có Saiki à. Saiki thì cũng một hit, đúng không? Ly Đông Chu à. Nào, 1-3 này là phát đấy, khéo chết hết. Chết hết luôn. Tôi đã bảo rồi mà, 183 triệu máu đến từ... À, 183 triệu sát thương đến từ cú cái gì nhở? Vẩy tay nhẹ nhàng của Kionet các bạn ạ. Nhìn là biết 183 phát lại chết hết xem bạn luôn rồi. Chúng ta có thêm một con AOE nữa thì rất tiếc đúng không? Giá như tờ này mà thôi là không nói từ giá như nữa đúng không? Sức dương còn chơi thì nó đã sờ mắc lâu lắm rồi. Chứ không phải đợi đến ngày hôm nay đâu các bạn, chắc ngày đầu tiên cũng đã sắp sờ mắt rồi. Khá đáng tiếc là BNG không đáp ứng đủ được nhu cầu như là gì nhở, thỏa mãn được cái đam mê của những top server. Thật sự đến bây giờ là rất nhiều top server đã nghỉ rồi. Duy nhất bây giờ chắc mình nghĩ là nếu còn chơi hăng máu có lẽ là anh hai Sài Gòn nhỉ. Anh hai Sài Gòn bây giờ mới gọi là trải nghiệm với cảm giác lên đỉnh của game đấy. Rất tiếc là những người chơi gì nhỉ, on top thì đã off hết rồi. Đúng không? Anh on top ở trên em ấy, bây giờ thì off hết rồi anh em ạ. Bây giờ mấy ông đấy on top ở nhà với cả on top ở chỗ khác rồi. Không còn on top ở trên game nữa.
ít nhất là có những người tiêu biểu nhất nhỉ, các bạn để hình dung ra những nhiều A Nghĩa này đúng không, sau đó đến FST Squad này, đấy là những người gọi là VIP to, VIP khủng đầu tiên lên cái tầm mãi lên trên này, xong đến Xếp Dương này đã nghỉ hết rồi. Mình biết cũng còn nhiều top hay server khác cũng nghỉ nhiều lắm rồi. Bây giờ may ra còn ông anh hai Sài Gòn vẫn gọi là thằng máu nạp tiền để chơi đấy, chứ còn mình nghĩ chắc là ít người nào chơi bây giờ cũng đỡ rồi đấy. Chắc là vẫn có nhưng mà để nạp khủng thì chắc là không có, nạp giống như kiểu Squad Xếp Dương hay là A Nghĩa ngày xưa thì chắc là không có lắm. Bây giờ chắc thì gọi là nạp duy trì với cả xem có sự kiện nào ngon ngon lắm mới nạp, chứ không kiểu mẹ không giống như ngày xưa không chừa một cái gì không nạp anh ạ. Ngày xưa giống đúng kiểu cứ có cái gì nạp là nạp hết, không sót một cái gì. Nick Xếp Dương từ cái hồi trước khi Xếp Dương nghỉ gần như là có cái gì là nạp hết các bạn, vì mỗi ngày nó sẽ rơi tầm khoảng đâu đó vài triệu, có những ngày mà sự kiện nạp mấy chục triệu. Chính là nó mang khó chịu nhở, các bạn nhìn đến đây cái độ tải sai kỳ không, nó gõ xuống liên tục luôn, mẹ phải đen xì màn hình luôn. Thì đáng được nhiều đang bị lỗi ra các bạn, làm gì có cái chuyện mà nó gõ liên tục như này nhỉ các bạn nhở. Anh em thấy nó có lỗi không? Kể ở bên server Trung Quốc nó cũng không nó cũng không ra cái nội tại cổng không gian của Saiki liên tục như thế này đâu. Sao bên này nó lỗi thế nhỉ? Này, từ nãy giờ thì mẹ bóng đen nó bao phủ cuộc đời là kiêu nét vậy, giống như kiểu mẹ bóng đen đang bao phủ cuộc đời của tựa game Quyền Vương Chiến này ấy. Thề luôn anh em nhìn nó xem. Vậy nhìn nó lỗi sao nhỉ? Kiểu sợ thật. Một bên thì Kionet lại đang chịu gọi là nhiều nguy thiên đấy, đóng băng đến từ vị trí Ukula rồi thêm mẹ những quả sấm sét cổng không gian nó mẹ đốt đầu từ đầu đến cuối giờ. Thế nào mình đang bảo thì đáng là màn hình nó cứ đen xì từ nãy giờ, ảo thật. Bye bye. Nó ra nhiều thế nhở, như lỗi sao ấy. Đây các bạn này, kẻ thằng này thắng này cũng không có con Saiki ở đây nhưng các bạn nhé, khả năng cao là con Saiki nó bị lỗi thật đấy các bạn này. Kẻ thanh niên Lee Dok Chu này có thắng này, các bạn cũng không nhìn cái biểu tượng avatar con Saiki ở bên này. Mình đánh lại một trận nữa thành thanh niên ấy này, nhìn nó cứ điêu điêu kiểu gì nhở. Mình thề các bạn luôn, mình chưa gặp thanh niên này như là ảo thật, ảo thấy mẹ luôn. Mình chưa gặp con Saiki nào có thể mẹ với cổng không gian từ đầu game cuối game như thế mà. Ở bên hay là ở bên xem ở Trung Quốc mình xem ấy, là gần như cổng không gian nó xuống cái là nó chết hết mẹ, nhắc kịp nhìn thế nào. Vẫn một phọc 200k máu. Ủa, mới có 184 rồi à? Mình cứ tưởng 200k máu ở đấy kìa. Thành ra mới có 184 triệu rồi à? Hơi ít nhờ. 1 2 3 tuyệt kỹ, 4 tuyệt kỹ, 7 điểm là lên rồi. Ê, viện trợ này có tính nhỉ các bạn nhỉ? Không tính chứ các bạn nhỉ? Viện trợ này không tính lên điểm không gian đấy. Lên 7 điểm không gian để chuyển 5 tuyệt kỹ rồi, đóng băng rồi. Đấy, bắt đầu anh em được nhìn thấy cổng không gian nó lộng hành đấy. Đã, Kula này cầm cái đéo gì mà đóng băng ghê vậy. 6 rồi, chuẩn bị con này cầm cái gì nhở, chắc là đường cong chín mạng à, để mình xem qua một chút nữa. Thương quang này, mấy hồn bão nộ này, vô lượng này, đây các bạn này, chính xác hiệu quả thêm 30% này, đây mẹ thêm ông đường cong chính xác hiệu quả tăng thêm 50%, mẹ nó còn x2 nữa, vậy là bình quân là nó rơi tầm khoảng 80% anh em ạ, là có tỷ lệ đóng băng. Mà các bạn biết mẹ đâu đó chỉ cần tầm khoảng 50% rồi nó đóng băng liên tội rồi, đây còn 80% rồi, gần như là mẹ bất tỉnh anh em ạ. Chả lúc đéo là Pio có thể thở được. Nào được thở đấy, được thở rồi em ơi. Ui ôi đéo nhìn thằng Pio tôi đâu nữa anh em ạ. Đù mẹ nó đang định phát thở đấy, thằng gì nhở Gonit nó lại cho quả silent nữa chứ. Đây là được phát hồi sinh rồi, ôi cuộc đời thằng Kionet mẹ giờ nghe chừng nữa, đáng cay thế anh em ạ. Silent phá mõm phong ấn đâu, phong ấn đứa nào lại không có phong ấn đứa nào à. Úi ôi lại cuộc đời đen tối rồi, lại còn giảm mức độ hiệu quả xuống nữa kia đi. Ôi ôi tăng hồi độ và lại có đóng băng, cuộc đời cực kỳ đen tối đến từ vị trí của Kionet.
giống như cái cách mà VNC đang vận hành cái tựa game Quyền Vương Chiến này vậy, không nhìn thấy mặt trời đâu anh em ạ. Mất hình luôn, Pure Net mất hình trong cổng không gian luôn. Hóa là đánh thường cổng không gian thì đã có tác dụng rồi các bạn. Tí mình ra mình đọc lại cổng không gian để xem như thế nào. Thật sự với các bạn là chỉ xem ở bản Trung Quốc nhiều, thấy cổng không gian nó gõ xuống là đa số chết hết mẹ rồi. Chưa gặp cái tình huống mà cổng không gian nó đánh đen xì cái màn hình như thế này bao giờ. Đánh thường hay đánh chay nó đều chỉ cần bên mình gây sát thương thì cổng không gian nó hoạt động. Siêu ảo chó luôn. Đấy, cứ không đánh thì không sao, cứ động vào cái là cổng không gian nó gõ xuống các bạn ơi. Cái này không biết là gõ xuống hay là từ dưới đất chui lên nhỉ? Cái này hình như là từ trên trời gõ xuống thì phải nhỉ anh em nhỉ? Ok nhá, vậy là chúng ta đã hoàn thành xong Kionet rồi. Đây để mình đi đọc qua cái cổng không gian của con đấy nè. Làm gì có chuyện điêu điêu thế bao giờ? Nếu cửa không gian đã mở, đổi thành gây cho toàn bộ phe địch sát thương bằng 800% tấn công sai kỳ, hấp thụ vĩnh viễn 20% tấn công vào phòng thủ của mục tiêu chính, tối đa 3 tầng, kéo dài cả trận, không thể hòa giải, không thể vượt quá 50% tấn công vào phòng thủ của sai kỳ. Nó chỉ ghi mỗi thế thôi chứ nó cũng chả ghi cái gì nhỉ? Nó chỉ ghi mỗi thế thôi, nó cũng chả ghi cái gì nhỉ? Mày cười hơi nhiều đấy. Nó chỉ ghi mỗi thế nhỉ? Nó có ghi thêm gì đâu mà sao cảm giác mẹ nó kinh vậy. Ôi ôi, em có ấn thêm gì nữa đâu. Ok nhá anh em nhá, vậy là cuối cùng mục đích của chúng ta cũng đã toại nguyện rồi. Chắc chắn rồi, phải rất lâu nữa, đợi có một cái event gì đó, sự kiện gì đó đúng không, chúng ta mới có thể gặp lại nhau được. Và đây là Kusanagi Smack của Kionet nha anh em nha. Rồi, chúc anh em một ngày mới thật sự là vui vẻ. Hẹn gặp lại anh em ở trong những clip tiếp theo của những tựa game khác. Chắc chắn là không phải là Quyền Vương Chiến nữa rồi, phải rất lâu nữa. Ít nhất là phải đến Full Mèo hay là có sự kiện gì đó thì mình mới review cho các bạn được. Ok, cảm ơn các bạn đã luôn đồng hành cùng với mình trong suốt thời gian mà còn gắn bó với tựa game Quyền Vương Chiến này. Hoặc là sau này có những cái tựa game khác hấp dẫn hơn, có thể mình sẽ chơi. Và rất vui khi gặp lại anh nha. Anh em nhớ comment ở dưới để chia sẻ cái niềm vui cũng như là cái gì nhở. Cũng như cái mục đích cuối cùng về Smack Kionet, cũng có thể là tự hào, mình không chắc. Nhưng mà có lẽ là thời điểm này, có lẽ là đây sẽ là cái Smack của con Kionet đầu tiên của Việt Nam rồi. Đúng không? Không còn nghi ngờ gì nữa đâu, mình nghĩ là như vậy. Làm gì có ai lên Smack con này nữa đâu. Có mỗi xếp dương có ông squat với cả thấy anh em là bảo ông gì nữa cỡ cũng lên VIP 18 rồi, nhưng mà nâng thì chắc cũng không kịp nâng lên được đâu anh em, đúng không? Để nâng từ nhất môn mà nâng lên thì cũng không đơn giản đâu các bạn. Nhất môn để nâng lên đến lục môn ở Kionet ấy các bạn mất vài ngày ấy, đúng không? Thì nó còn liên quan đến duyên ngầm nữa cơ mà các bạn, đúng không? Nó còn liên quan đến duyên ngầm đấy nữa cơ mà, đúng không? Engo rồi Athena rồi thì gì nhở, duyên ngầm bậc 4 của những con khác nữa cơ mà, đúng không? Nó còn liên quan nhiều lắm. Kể cả các bạn lấy Kionet trong ngày hôm nay chưa chắc các bạn đã nâng được, các bạn có đủ hai hồn vũ khí chưa chắc các bạn các bạn đã nâng được cái lục môn của nó đâu, đúng không? Ok, bye bye, hẹn gặp lại anh em một tựa game khác. Cảm ơn tất cả anh em rất nhiều, thank you very much, bye bye.